ta là một con Sachia. Sachia nhiều lắm nha mọi người. Đó, Sachia màu xanh, biển số 68-219 Euro đi 4.000 coi. Con này thì 40 triệu 9 nha mọi người. Đó anh em chịu khó mình xem nha. Biển số 68 26345 nè. Bao chấp cho mọi người luôn. 4.000. Rồi. Mấy anh trai nãy giờ hỏi Sonic thì Sonic đây. Sonic thì còn nhiều lắm, các bạn cứ đợi mình từ từ vào á. Mọi người xem like cho xỉu mạnh mạnh á. Rồi. Con này là Sonic. Con này 219 là 45 triệu 9 nè mọi người. Đi có 2.000 coi thôi. Sonic 2.000 coi nè. Sonic 2.000 coi. Biển số 68 nha mọi người. 51695. Sonic 2.000 coi. Đề nghị cho anh em nghi máy của Sonic á. Đó. 45.900 mọi người. Anh em mình mua thì mình cứ tới á, thì có bớt cho anh chị và các bạn nữa. Rồi, một con Rider cho anh chị và các bạn nữa nè. Rider biển số 83-219 Auto đi 4.000 coi. Em Rider này rất đẹp nha mọi người. Em này cũng mới về nè. Biển số 83. Mày N6 không góp được bạn ơi. Con này đi 4.005 coi. Máy đi. Ở đây là máy bao zin cho mọi người nha. Bao zin nha mọi người. Chú ý dùm em á. Tất cả là ví dụ như con nào mà ví dụ như khách đổi, trừ những con mà có một con nếu mà bị rớt đầu thì bên cửa hàng sẽ báo rớt đầu, lý do là xe khách đổi nên không tránh được trường hợp đó. Nhưng mà rớt đầu sẽ bán theo giá của rớt đầu mọi người. Còn đại đa số là zin một gần như 100% hết. Đó. Rồi Vinex biển số 69 phiên bản đường đua nha mọi người. 2020 Auto đi 2.000 coi. Đó, phiên bản đường đua HRC ABS luôn. Là 35.900 cho phiên bản này á. Đó. À, bảo hành như thế nào á? Ở đây là bảo hành bao mấy zin cho anh á. Đó. Nói chung là xe bao không đâm đụng nha anh chị và các bạn á. Các bạn mình tới thì mình cứ test xe, mình thấy ok thì nếu mình sợ thì mình cứ mang thời thợ tới test nha. Đó. Rồi, một con Vinex nhưng bản đang nhám cho anh chị và các bạn luôn. Con này cũng là 2020 đi 2.000 coi nha mọi người. Là 36.500. Đó, cũng là phiên bản ABS luôn. Những con này thì mình trả ví dụ 30 mấy triệu này mình trả tầm 10 đến 12 triệu mình có thể mua được nha. Ngoài ra thì Vinex cũng là một con màu đen nhám nha mọi người. Phục vàng là ABS nữa mọi người. Con này thì biển số 36 Auto đi 5.000 coi là 34.800 cho anh chị và các bạn nè. Rồi, tiếp tục một con Vinex biển số 66 cho anh chị và các bạn nha. Con này 219 Auto đi 4.000 coi nha mọi người. Auto đi 4.000 coi. Mọi người chịu khó mọi người xem like cho xin mạnh mạnh giùm em nha. 4.000 coi thì giá của nó là 35.800. Con mẹt 135 này á, thì nãy nói là con cọp, lý do con cọp là 27.800 nha. Các bạn nào mà thích chơi mẹt 135 á, cọp á lâu lâu nó mới có nha. Ok, chào anh Riku nha. Xe 24, máy à, xe điện. Con này đúng chắc là không nghi tiếng máy nha mọi người. Hàng này gần như là như giống như bữa trước, các bạn nhớ cái con ba mới 40 triệu không? Mà con này nó nghi. Áo còn mập keo nguyên con. Đó các bạn nghe đi. Máy thi thầm. Đó, anh trai nào mà thích chơi 35935. 35935 này. Số thành phố Biên Hòa. À, thành phố Biên Hòa. Đó, S135 này đúng là lâu lắm rồi mới có được con này như này. Hôm trước thì có những con 3 mấy triệu. Máy thi thầm mọi người vẫn đang nổ này.
Con này thì 27.800. Bạn nào mà đam mê thì mình cứ liên hệ mình mua nha. Ấy là tại vì nó có những con khác, mọi người để ý nha, trong video này á, ví dụ như tại sao con này 27.800 mà tại sao có con lại 17.900. Đó, nó khác nhau nhiều, anh chị và các bạn mình để ý giùm em á. Rồi, Winner V1 đây các bạn, hôm bữa thì nó dài, một hàng rất là dài, 14, 15 con mình đếm á. Nhưng mà hôm nay thì nói chung là còn 4 con mọi người. 4 con thì biển số 69, 217 là Odo đi 10.000 coi là 26.900. Màu vàng nha mọi người. Đó, vàng đen. Mâm màu vàng luôn. Con này thực chất nó chật quá, mình quay không đẹp. Chứ nếu mà nó ra ngoài màu vàng là một màu cực kỳ nổi. Đó, những cái anh trai nào mà thích chơi những cái dòng này thì mình cứ liên hệ mua thôi. Giá cũng mềm mà, 26.900 là mình có xe rồi ha. Rồi, một con nữa là biển số 63. Con này 27, Odo đi 11.000 coi. Giá là 26.800 nha mọi người. Một con nữa cho anh chị và các bạn là biển 28, Odo đi 12.000 coi là 27.900. Màu đen nhám nha. Đó, màu đen nhám nha các bạn. Mọi người xem thì mình like chia sẻ mạnh mạnh giùm em một vài cái, chia sẻ lên Zalo, Facebook gì đó để mình ủng hộ nha. Tại vì em cũng quay thường, em bóp kết thường à. Mọi người chịu khó, mọi người xem ủng hộ em với ha. Rồi, có con màu trắng đen nó bán rồi anh. Trắng đen bán rồi. Màu trắng đen lên. Giá nhiêu vậy? À, thóc cầu à. Thì Winner V1 còn 3 con đâu mọi người. Anh em nào mình tranh thủ thời gian nha. 3 con Winner V1 là hết hàng. Con này khác cầu. Rồi tiếp tục là Sonic nè mọi người. Sonic thì còn bao nhiêu. Sonic con này là tem sơn nè. Anh em nhìn đi. Con này không khác gì một con xe mới đâu. Thông thường những anh em mà mình mua những cái con mà Sonic mà độ màu như thế này á, các bạn ra xe mới á thì các bạn cộng ít nhất là phải 2 triệu. Cái này nó sơn trong nhát luôn. Cái này biển số 60 220, Odo đi 3.000 coi là 47.500. Sonic con bên này thì biển số 60 Rider FE là 14.000 coi là 33.800. Con bên này là biển số 60 này, 29, Odo đi 1.008. 29 là 39.900. Con bên này là biển số 69 Rider 150 220 luôn, Odo đi 3.000 coi nha mọi người là 40.800. Con bên này là Saikia là 39.900. Con bên này là Rider biển số 65 221, Odo đi 1.009 coi là 38.900 nha mọi người. Xe rất là nhiều, anh chị và các bạn mua thì mình cứ tới nha. Con này Sonic biển số 65, 6.000 coi là 45.800. Con bên này biển số 60 là 43.900 nha, Odo đi 11.000 coi. Đó. Ngoài ra thì Rider này ở size kia biển con này 29, Odo đi 4.000 coi là 38.900. Con bên này size kia đi 7.000 coi là 38.900. Con bên này size kia biển số 66 219 là 39.900 nha mọi người. Ngoài ra thì một con size kia màu đen nhám cho anh chị và các bạn luôn, biển số 36, Odo đi 3.000 coi 219 là 41.900. Con bên này thì biển số 66 218 là 44.900. Con này giải phố sang tên về đâu cũng 1% thuế nha mọi người. Rider tiếp tục cho anh chị và các bạn là 219, Odo đi 9.000 coi là 38.900. Con bên này là biển số 83 219, Odo đi 9.000 coi luôn 39.900, màu vàng đen nha mọi người. Con này biển số 68 218, Odo đi 6.000 coi là 41.900. Con này biển số 67 219, Odo đi 3.000 coi là 47.900 nha. Tiếp tục là con Rider Sanker, con này biển số 62 214, Odo đi 17.000 coi là 23.600. Con bên này là Supreme, con này 30.000 nha mọi người, biển số 495 đồng. Đó thì mình vừa lướt lại cho anh chị và các bạn á, trong video này là về Winner X, Winner V1, rồi lại Rider, Saikia, Sonic. Các bạn nào mình muốn mua con nào thì mình cứ liên hệ. Ngoài ra thì bên này thì có là ad, nữa này ad 135, ad 150 có đủ cho anh chị và các bạn nha. Số điện thoại là 0964711525, địa chỉ là 287 Lý Thường Kiệt, Giang, Bình Dương nha. Có gì mọi người tới ủng hộ cho mọi người.